chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu màu sắc Nam Bộ trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi. Nguyễn Thi không phải là người Nam Bộ, nhưng rất xứng đáng với danh hiệu nhà văn của những người nông dân Nam Bộ. Thời chiến tranh chống đế quốc Mỹ, ông đã thực sự gắn bó bằng cả tâm hồn mình với mảnh đất Nam Bộ, am hiểu sâu sắc mảnh đất này từ con người đến cảnh vật, thói quen sinh hoạt, nhu cầu văn hóa, lời ăn tiếng nói hàng ngày. Truyện ngắn Những đứa con trong gia đình là một tác phẩm tiêu biểu của ông viết về đề tài chiến tranh. Bên cạnh những thành công nổi bật như nghệ thuật xây dựng tính cách, nghệ thuật trần thuật, tác phẩm còn thể hiện cái tài của nhà văn khi khéo léo gửi gắm vào đó một màu sắc Nam Bộ đậm nét. Mà ở đấy người ta vẫn thấy được cái đích chung là cuộc sống chiến đấu đau thương và oan liệt, là chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Nam Bộ. Vì thế, nó đã tạo cho nhà văn một dáng nét riêng, một thể đứng riêng trong dòng văn học cách mạng vốn đã rất phong phú, những ngòi bút cùng khai thác một mảng chất liệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu rõ hơn màu sắc Nam Bộ thể hiện ở những khía cạnh nào trong tác phẩm của ông. Đầu tiên, màu sắc Nam Bộ của truyện được thể hiện ở hệ thống nhân vật với những nét tính cách đặc trưng. Các nhân vật của Nguyễn Thi có tên tuổi, cá tính rõ ràng, song tính cách của họ được xây dựng trong mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên, các thế hệ của cái gia đình mà họ thuộc về. Đó là một gia đình Nam Bộ trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ bảo vệ dân tộc. Hai nhân vật Việt và Chiến được miêu tả có rất nhiều nét giống nhau về bản chất, vì họ sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nam Bộ có truyền thống yêu nước và cách mạng. Họ đều thương cha, thương mẹ, căm thù giặc sâu sắc, cùng một ý chí đánh giặc, trả thù cho ba má. Đồng thời, họ dũng cảm, gan góc và lập được rất nhiều chiến công. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về Chiến. Chiến là đứa con gái không khác mẹ tí nào, gan góc, đã nói là làm, chăm chỉ, đảm đang, tháo vát. Đây là hình ảnh tiêu biểu cho những người phụ nữ Nam Bộ thời chiến. Chiến ra trận với lời thề, nếu ta còn thì tao mất. Nhân vật thứ hai là Việt, em trai của Chiến. Đây là một chàng trai gan dạ, ra trận khi mới 17 tuổi. Còn rất hồn nhiên, hiếu động, nhưng thương chị hay tranh giành với chị. Tuy vậy thì đây cũng là một người rất dũng cảm, rất yêu thương đồng đội, dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu, đã sẵn sàng dùng thủ pháo diệt xe bọc thép của Mỹ. Đồng thời, Việt cũng rất thương ba má, luôn nung nấu mối thù nhà, quyết đánh giặc để trả thù cho ba má, để giải phóng quê hương. Câu hò của chú Năm đã gửi gắm biết bao tình cảm tốt đẹp đối với Việt. Khi thì Việt biến thành tấm áo vá, hoặc con sông dài cá lội của chú. Khi thì Việt biến thành người nghĩa quân Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công, hoặc ngôi sao sáng ở Tháp 10. Hai chị em Chiến và Việt đã trở thành điển hình ưu tú, đại diện cho những thanh niên Nam Bộ mạnh mẽ, anh dũng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ quê hương, để giữ trọn truyền thống một gia đình cách mạng. Nhắc tới tính cách Nam Bộ trong truyện ngắn của Nguyễn Thi, chúng ta cũng không thể bỏ qua nhân vật chú Năm. Tuy là một nhân vật phụ, nhưng chú Năm có một tính cách Nam Bộ rất đậm đà. Ấn tượng với bạn đọc về nhân vật này trước hết nằm ở thứ ngôn ngữ đầy cá tính mà nhân vật đã thể hiện. Một thứ ngôn ngữ chỉ cần nghe thoáng qua đã nhận ra ngay cái chất Nam Bộ không thể nào trộn lẫn. Nhưng có lẽ phải đợi tới khi qua miệng của chú Năm thì những từ Nam Bộ như trọng trọng, hỏn mỏn mới được dịp trở nên cực hấp dẫn. Chuyện kể rằng chú Năm là người đi đây đi đó nhiều và cũng ham sông ham bến. Nhưng đọc Những đứa con trong gia đình, ta thấy nhân vật này không chỉ ham sông ham bến mà còn ham đạo nghĩa. Trong ông, ta vẫn thấy phảng phất cái tinh thần Nguyễn Đình Chiểu thuở xưa. Và điều đó được nhận ra qua chủ yếu lời nói. Chú Năm nói mày với tao đi kỳ này là ra chân trời mặt biển. Đây là Chiến nhắc lại lời của chú Năm. Còn đây là lời nói trực tiếp của nhân vật
việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề ra thức, nặng bề non nước. Những câu nói như thế này đặc chất Nam Bộ, bởi đâu nếu không phải bởi chúng ta nghe thấy âm vang của một dòng sông nước phía Nam. Nguyễn Thi đã trao cho tính cách thú vị này vai trò của một gia khả sống. Rõ ràng khi đọc truyện, ta thấy nhân vật này luôn hướng về truyền thống, đại diện cho truyền thống và lưu giữ truyền thống trong câu hò và cuốn sổ. Đó là một truyền thống tốt đẹp của gia đình Nam Mộ trong chiến tranh. Toàn truyện chỉ có chú Năm là người duy nhất hay hò. Chú hay kể sự tích của gia đình và cuối câu chuyện thế nào chú cũng hò lên mấy câu. Những câu nói về cuộc đời cơ cực của chú và những chiến công của đất này. Nhưng nhà văn muốn loại trừ ngay trong ta mọi vấn vương, từ nhỏ của cách hiểu rằng cái người hay hò này ít nhiều cũng là một tài năng nghệ thuật. Trong chú Năm không hề có một chút bóng dáng nào của Trương Chi. Chú già rồi, giọng hò đã đục và tức như già gáy. Nhưng hãy xem con người có cái giọng đục và tức họ hò mới thật hết mình, thật nghiêm trang, tha thiết làm sao. Cân cổ, chú nổi đỏ lên, tay chú đặt lên vai Việt, đôi mắt chú mở to, đọng nước, nhìn thẳng vào mắt Việt, đầu chú lắc lư, nhắn nhủ. Làm như Việt chính là nơi để chú gửi gắm những câu hò. Thì ra, những tấm áo vá quàng, con sông dài cá lội, người nghĩa quân chân định, ngọn điền điền gò công, không chỉ đơn thuần là những câu ca réo rắt, mà còn là ngọn nguồn, là hồn thiêng của cha ông đang nhập vào chú Năm. Người ca công thành kính luôn có ý thức lưu truyền cho thế hệ cháu con những màu sắc Nam Bộ đặc trưng của quê hương. Chú Năm còn giống như một thứ gia khả sống, bởi ở đấy chú luôn biết cách gìn giữ truyền thống gia đình, bảo vệ những nét tính cách đặc trưng của một người con được sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ. Cuốn sổ gia đình mà chú viết giống như một thứ biên niên sử của gia đình. Điều thú vị là cuốn sổ biên niên ấy lại được viết ra từ một ngòi bút thật sự bình dân. Chú viết lòng còng, lời văn mộc mạc, một cuốn sử hay một cuốn gia phả chính thống chắc sẽ có nhiều chi tiết hay, chứ không thể có những chi tiết thỏn mọn kiểu như Hiến Năm bị bắn bể xuồng khi đi dọc lá chuối, chết còn mặc cái quần mới, trong túi còn 2 đồng bạc. Ông nội ra nằm giàn bò, bị lính tổng phòng bắt vào giữa bụng. Lại càng không có cuốn sổ gia phả nào ghi kỹ, càng đến mức ngày lính bọn chửi bác hai một câu, ngày bà nội bị chúng đánh, thậm chí còn cặn kẽ đến mức đánh 3 roi. Lời lẽ trong cuốn sổ của chú Năm có vẻ đúng là những lời kể lể dài dòng và cứ như không thèm biết thế nào là thanh nhã và trong suốt. Nhưng xin hãy thử tần mẩn và dông dài như thế, xem nó khó hơn thành văn gọn ghẽ sẽ còn gấp mấy lần. Và hãy thử bỏ những chữ mà chúng ta vẫn nông nổi, tưởng như thừa, tưởng như không đáng kể, đáng viết, xem cuốn sổ ấy còn gì. Mất cái chất vụng về thô mộc đó, chắc chắn chúng ta sẽ không nhận ra những tính cách Nam Bộ mạnh mẽ, anh dũng, ngoan cường của các thành viên trong gia đình chú Năm, những con người đại diện cho nhân dân Nam Bộ thời kỳ kháng chiến. Tiếp theo, chúng ta thấy màu sắc Nam Bộ của chuyện Những đứa con trong gia đình còn được thể hiện ở lối sử dụng ngôn ngữ, giọng điệu tự sự vấn giỏi, dân quốc, điềm tĩnh, đến lạnh lùng của người viết là một chất giọng đặc biệt phù hợp với tính cách của những người Nam Bộ mạnh mẽ, bộc trực, thích thể hiện tình cảm bằng hành động hơn là lời nói. Nhiều đoạn văn tường thuật hay mô tả những nỗi đau khủng khiếp của con người lại hiện ra trước mắt ta như những cuốn phim quay chậm lạnh lẽo. Một trái khác đã văng miệng chúng má. Lúc má vừa về tới đầu xóm, má chết. Hay ba mày bị tây nó chặt đầu, tao cứ đi theo cái thằng tách đầu mà đòi. Một tay tao bồng em mày, một tay tao cắp rổ. Mỗi lần nó bắn rùng rùng trên đầu thì em bay lại níu chân tao. Kìm ném cảm xúc chủ quan của cả nhân vật lẫn người viết, lược qua hầu hết những tính từ và thán từ chỉ tình thái, tác giả đã để cho câu chuyện mình kể vừa đạt đến tính khách quan cao độ, lại vừa mang một vẻ đặc sắc đầy thu hút.
trong những chi tiết nói về người phụ nữ Nam Bộ mạnh mẽ kiên cường. Điều đáng nói là tác phẩm ở đây tác giả đã gửi gắm vào trong đó một màu sắc Nam Bộ đậm nét. Nhưng nhà văn muốn ta nghĩ đây không chỉ là một gia đình Nam Bộ, không chỉ là một nhân dân Nam Bộ, mà là cả Tổ quốc đang hào hùng chiến đấu bằng sức mạnh sinh ra từ nỗi đau thương. Câu nói của chú Năm mãi ngân vang trong lòng mỗi người con đất Việt như một lời nhắc nhở sâu sắc. Trăm sông đổ về một biển, con sông của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm, rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về màu sắc Nam Bộ ở trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình. Điều đáng nói của tác phẩm là ở chỗ Nguyễn Thi miêu tả những người con Nam Bộ gửi gắm vào tác phẩm của mình một màu sắc Nam Bộ đậm nét. Nhưng nhà văn đã nói về tất cả nhân dân, tất cả đất nước. Từ đây ta thấy, đọc tác phẩm của Nguyễn Thi, ta thấy tác phẩm của ông luôn nồng nàn những hơi thở thô phát, ấm áp, mạnh mẽ của đất đai. Và những nhân vật của ông đang cầm chắc vào đời sống, luôn luôn lăn lộn trong gian nguy, vất vả. Nhà văn đã đứng trên hai bàn chân bám chắc vào đất, vào hiện thực. Và cũng vì thế mà ta có cơ hội chiêm ngưỡng màu sắc Nam Bộ đậm nét trong các tác phẩm của ông. Từ đó mà chúng ta thấy được thêm hình dung tuyệt vời của con người Việt Nam. Cảm ơn các thầy cô giáo và các em đã lắng nghe. Xin chào tất cả các thầy cô giáo và các em.